Xin chào tất cả các bạn. Du học Mỹ là hồ sơ ở đâu uy tín và tốt nhất? Đây luôn là câu hỏi được sự quan tâm của quý phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên khi bước vào quá trình làm hồ sơ để đi du học Mỹ. Các tiêu chí để đánh giá được công ty chất lượng là gì? Đất nước ngày càng phát triển, xu hướng du học Mỹ cũng ngày một tăng cao. Chính vì điều này đã kéo theo hàng nghìn công ty tư vấn du học ra đời. Và làm sao để đặt niềm tin và hy vọng đúng nơi, đúng chỗ thì đến với chuyên mục Hỏi Đáp Du học Mỹ ngày hôm nay với chủ đề là Du học Mỹ làm hồ sơ ở đâu uy tín và tốt nhất. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với chị Lisa, là chuyên viên tư vấn du học Mỹ đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì chị Lisa sẽ chia sẻ về bí quyết và tiêu chí lựa chọn để cho các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh có thể tìm đúng công ty tư vấn du học Mỹ uy tín và chất lượng, nhất là không bị tiền mất tật mang các bạn nhé. Xin chào Lisa. Chào Ceci và các bạn. Hiện nay, nhu cầu du học ngày càng nhiều thì cung cũng sẽ tăng. Khi cung tăng cao thì khiến cho lựa chọn cung gặp nhiều khó khăn hơn. Vậy thì Lisa có thể cho các bạn biết là phải dựa trên những tiêu chí như thế nào để biết công ty tư vấn du học Mỹ nào uy tín và chất lượng vậy? Đúng là có cung ắt sẽ có cầu. Thì thời gian gần đây hơn 10 năm khi mà công ty tư vấn du học Tân Đại Dương ra đời thì số lượng công ty tư vấn du học rất hiếm. Các bạn hầu như không có sự lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, khi mà nhu cầu đi du học của học sinh ngày càng tăng cao thì các công ty tư vấn du học sẽ đua nhau ra đời để chạy theo xu hướng của thị trường. Các bậc phụ huynh lo lắng làm sao tìm được công ty nào uy tín, chất lượng, phải cân nhắc thật kỹ càng để sàng lọc và lựa chọn một công ty tư vấn du học uy tín giữa hàng ngàn công ty tư vấn du học khác trên mạng xã hội. Lisa sẽ nêu ra một số yếu tố trong việc lựa chọn công ty tư vấn du học uy tín và chất lượng. Công ty tư vấn du học đó phải được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và chứng nhận hoạt động của Sở Giáo dục theo đúng luật, cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác, không mập mờ tất cả những vấn đề mà học sinh quan tâm, chi phí phải cụ thể và không phát sinh. Có rất nhiều công ty phí dịch vụ thấp nhưng sau khi dịch thuật hoặc học sinh nhận được visa thì phát sinh thêm rất nhiều chi phí khác nữa. Công ty tư vấn du học phải có sự liên kết với nhiều đại diện trường ở nước ngoài để luôn cập nhật những thông tin cũng như ưu đãi mới nhất đến cho các bạn sinh viên. Và công ty cũng phải có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học. Điều này chứng tỏ các nhân viên tư vấn ở đây sẽ có nhiều thâm niên để thụ lý hồ sơ và giải quyết được tất cả các tình huống có thể xảy ra. Lisa này, vừa rồi thì Lisa vừa nhắc tới việc là liên kết với nhiều đại diện trường. Vậy thì Lisa có thể cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như là các bậc phụ huynh biết là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hiện đang liên kết với những trường nào ở Mỹ vậy? Và những trường đó có thuộc top hàng đầu hay không? Để kể hết tên tất cả các trường mà công ty tư vấn du học Tân Đại Dương liên kết khi đi du học Mỹ quả thật là rất nhiều. Đến với chương trình hôm nay thì Lisa sẽ liệt kê một số trường hàng đầu thuộc các hệ thống nổi tiếng về chất lượng đào tạo hàng đầu như trung tâm Anh ngữ FLS hoặc là trung tâm ELS, hệ thống Southlands, UTP là gọi là hệ thống đào tạo High School, hệ thống Free International hoặc hệ thống Navitas ở 10 bang nổi tiếng của Mỹ như sau. Về bang Texas thì có trường University of Texas at Arlington, University of Houston Downtown, University of Incarnate Word Intensive American English Institute, University of Mary Harding Strickland College, West Texas A&M University, University of St. Thomas, University of North Texas, University Texas A&M và University Corpus Christi. Ở bang California có trường American River College, De Anza College, California State University, Dominican University of California in San Rafael, California Baptist University, Prairie Glen School. Ở bang Massachusetts có trường University of Massachusetts Dartmouth, Mount Ida College, Bunker Hill College, Bay State College, University of Massachusetts Boston, Lowell và v.v. còn rất là nhiều trường nữa. Ở bang Washington thì có Solomon Christian School, City University, South Seattle Community College, Olympic College, Edmond Community College và v.v. Ở Florida thì có những trường như University of West Florida, University of South Florida, University of Central Florida, Florida Atlantic University, v.v. Bang Arizona có trường Arizona State University, Arizona Western College, Glendale Community College, Phoenix Christian High School, v.v. Ở New York có những trường cụ thể như State University of New York,
EF Academy, St. John's High School, New York Film Academy. Ngoài những cái bang mà Lisa vừa kể trên thì còn có những cái bang như bang Georgia, bang Virginia, bang Pennsylvania và còn rất nhiều các bang phổ biến ở Mỹ nữa. Thì các bạn muốn biết những bang này cụ thể là có những trường gì thì các bạn có thể là truy cập vào trang web là duhocmỹ.info hoặc tandaidương.edu.vn để biết chi tiết cụ thể hơn về tất cả các bang, trong các bang đó có những trường nào các bạn nha. Vâng, thì vốn là một công ty với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Mỹ, thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương đã đạt được những thành tích gì để khẳng định thương hiệu và uy tín của mình vậy Lisa? Là một tư vấn viên của công ty tư vấn du học uy tín và tốt nhất đặt tại trụ sở chính ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và có chi nhánh ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh ở ngoài thành phố biển Nha Trang, thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương tự hào là một trong 20 công ty đầu tiên và duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh có được giấy phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực tư vấn du học. Trong tổng số hơn 2.000 công ty tư vấn du học đang làm việc không được cấp giấy phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công ty không ngừng nâng cao bản thân để có thể mang đến cho các bạn sinh viên những điều tốt nhất. Đội ngũ tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương thường xuyên có những chuyến công tác nước ngoài tại Singapore, tại Mỹ, Anh, Úc, Canada, v.v. để có thể tự mình trải nghiệm và chia sẻ thực tế với các bạn học sinh sắp sửa chuẩn bị hành trang đi du học. Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi và đây là phương châm mà tập thể công ty tư vấn du học Tân Đại Dương luôn tâm niệm và chính vì các bạn học sinh của chúng tôi thành công nên mới có sự thành công rực rỡ của công ty ngày hôm nay. Con người không bao giờ được phép ngủ quên trong chiến thắng và vì vậy nhờ những thành quả này sẽ là động lực cho công ty dẫn dắt thêm rất nhiều bạn học sinh khác nữa đến với chân trời tri thức mới. Vâng, hy vọng với những chia sẻ của Lisa vừa rồi thì quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên sẽ biết đặt tương lai du học đúng công ty uy tín và tốt nhất nha các bạn. Và yên tâm hơn về cuộc sống của con em mình hơn khi xa nhà. Và các bạn sinh viên cũng sẽ sẵn sàng tâm lý để bắt đầu một cuộc sống tự lập tại Mỹ các bạn nhé. Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường cao đẳng đại học của Mỹ tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn học sinh sinh viên trong suốt quá trình học tập và sinh sống ở nước ngoài để cập nhật thông tin học phí và lịch khai giảng mới nhất hay còn bất cứ những thắc mắc nào liên quan đến vấn đề du học Mỹ làm hồ sơ ở đâu uy tín và tốt nhất. Các bạn đừng ngần ngại mà hãy bắt máy cho các tư vấn viên tại Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì các bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai địa chỉ khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.